Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái cách đấu dây cái ngõ vào và ngõ ra trên BOC. Thì đây là cách kéo đấu dây cơ bản. Chúng ta sẽ nối ngõ vào nút nhấn và để điều khiển cái động cơ thông qua cái cục khơi động từ. Thì chúng ta quan sát phía trên hình, ở đây là cái BOC có ngõ vào, ngõ in và ngõ out. Ngõ in thì mình thấy có chân 24V, 0V, chân SS và X0, X1, X2. Ở đây mình X3, mình chỉ làm những cái 4 cái ngõ vào và 4 cái ngõ ra. Ngõ ra thì có chân cơm nè, chân Y0, Y1, Y2 và Y3. Mình sẽ giải thích cái các chân này là như thế nào. Thì cái chân 24V và 0V là cái chân chúng ta sẽ cấp cái nguồn điều khiển cho cái BOC này. Thì BOC sử dụng 24V thì chúng ta sẽ cấp nguồn 24V vào chân 24V, rồi cấp 0V vào cái chân 0V. Thì đối với BOC mà sử dụng cả nguồn điện xoay chịu 220 thì chúng ta sẽ đấu hai chân L và N vào, thì chúng ta sẽ không cần phân biệt. Thì còn ở đây thì chúng ta sẽ phân biệt đúng cực dương và cực âm cho nó. Còn đối với chân SS, tức là nguồn chân chung, tức là chân xin hoặc sụt, thì đây là cái chân chúng ta sẽ nối nguồn dương hoặc nguồn âm vào để chúng ta sử dụng cho cái thiết bị bên ngoài. Thì đây là cái chân chung. Ở đây thì đối với ở đây thì mình đã nối cái chân dương vào cái chân SS này. Vậy thì cái chân 0V thì chúng ta sẽ nối vào các thiết bị ngoại vi, thì chúng ta sẽ nối vào các linh kiện. Ở đây là mình sử dụng là nút nhấn là S1 và S2. Thì ở đây là tiếp điểm thường hở, mình sẽ nối vào một chân của nút nhấn, và đầu ra thì chúng ta sẽ đi vào cái chân X0 của BOC. Và cái S2 thì cũng vậy, chân 0V chúng ta nối vào cái tiếp điểm thường hở đầu O của nút nhấn, đầu của công tắc. Và cái đầu ra thì chúng ta sẽ nối vào cái chân của X1. Thật ra nãy mình nói có hơi sai sót là xoay chiều chúng ta không cần phân biệt L và N, nhưng thật ra chúng ta nên, nếu nó quy định có chân L và N thì chúng ta đấu theo cho đúng cái quy định của nó luôn, thì nó sẽ bảo vệ được tốt hơn. Còn ở đây là cái phần tủ điều khiển đó. Như vậy là chúng ta đã đấu cái nút nhấn và cái công tắc này, cái nút nhấn và công tắc này thì chúng ta lắp trên bảng điều khiển. Còn hai cái dây chúng ta sẽ lấy một cái dân 0V vào, và dân đi ra thì chúng ta sẽ nối vào ngõ ra X0 và X1 tương tự. Còn đây ngõ ra thì mình sẽ giải thích luôn. Chân cơm tức là cái chân chung, ở đây mình đã đấu cực dương vào chân cơm. Vậy thì cái ngõ ra của các X0 và Y1 thì chúng ta sẽ nối vào cái khởi động từ. Và hai khởi động từ này chúng ta đã nói mát chung, chúng ta đã nói chung mát nha. Đó, chung N này. Thì đây là hai cái khởi động từ. Thì tương tự như vậy, không chỉ khởi động từ mà relay hay là timer hay là cái van solenoid, nếu mà không nếu mà dòng nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp ra cái ngõ ra của BOC. Còn lớn quá thì chúng ta sẽ điểm nó thêm một relay nữa. Thì đây là cái ngõ ra dạng relay, nó chỉ đúng đấm ngắt thôi, có nghĩa là chân cơm này nó đã vào chân cơm. Và khi chúng ta ra lệnh thì BOC thì nó sẽ nối từ cơm qua Y0 hoặc nối từ cơm qua Y1. Đây là chỉ có một chân cơm. Còn nếu hai chân cơm thì chúng ta cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái chân cơm, cái ngõ, cái nhóm chân cơm tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng với cái điện áp khác nhau. Có nghĩa là nó chỉ là dạng tiếp điểm thôi, cơm nó sẽ thông với Y1, thông với Y0. Nhưng mà có nhiều chân cơm thì chúng ta có nhiều cái dãy nữa, thì chúng ta ví dụ cơm với Y0, Y1 hoặc là cơm với Y2, Y3 thì chúng ta cái thể đấu với dạng điện áp khác nhau. Ví dụ khi sử dụng thiết bị 24V hoặc 220. Còn đây mình giải thích bên mạch động lực thì chúng ta đã quen rồi, 3 pha L1 và 2L3. Thì trục tính CB, thì đây là cái cầu chì, cái hình này là mình tải từ trên mạng về. Cái đây nó ghi K11 rồi. O là R là cái ốc lo, là cái relay nhiệt rồi. M là cái hiệu motor. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chúng ta sẽ nhấn cái nút X1 này. Khi mình nhấn nút X1 này thì cái tiếp điểm vật lý trong cái nút nhấn này nó sẽ đóng lại. Đó, đây là mình đang dàn nút nhấn thì mình buông ra, nó đã nhả. Mình bên đây mình bật CB đi lên đã.
mình bật cái CP này lên cho nó đóng cái CP này cho nó chính xác đó. Đó, mình bật đóng CP lên. Rồi, khi mình nhắn thì chúng ta thấy cái nút tiếp điểm của nút nhắn nó đã đóng lại, và cái dòng điện đi từ L qua cổng COM đến chân Y0, cái cụm khử động từ chúng ta đã hút, thì động cơ chúng ta sẽ chạy. Đó, nó hiển thị chữ run. Bây giờ mình nhả tay ra, nó sẽ stop nó nha, quay về vị trí cũ. Khi mình nhả tay ra thì cái tiếp điểm này, tiếp điểm vật lý trong cái nút nhắn nó lại nhả ra, thì cái khử động từ này lại mất điện, và cái động cơ chúng ta thì ngừng quay do cái tiếp điểm chính của động lực này nó nhả ra. Thì đây chỉ là cái chương trình đấu dây thôi, đây chỉ là cái phần đấu dây thôi, còn thực tế cái chương trình điều khiển là nó vẫn đang nằm trong PLC, thì mình chỉ hướng dẫn cái phần đấu dây thôi, còn những cái phần khai báo lập trình thì mình sẽ có những cái video tiếp theo. Còn nút S2 này thì mình đang sử dụng công tắc, có nghĩa là chúng ta bật lên thì nó sẽ đóng cái S2 này lại. Đó, chúng ta thấy nó đã đóng cái tiếp điểm này lại, và cái ngõ vào X1 nó đã nhận được tín hiệu, đèn nó đã sáng lên. Như vậy thì cổng COM nó sẽ đóng lại cho điện đi từ L qua Y1, cuộn coi chúng ta đã có điện. Đây, khi mình tắt thì đây nó nhả ra, thì như vậy là cuộn coi chúng ta đã mất điện, cuộn khử động từ chúng ta mất điện. Đây, mình làm lại. Đó, đây là mình làm nút nhắn, nó nhắn giữ. Đó, chúng ta ra quan sát chúng ta thấy được cái hướng kết nối của cái dòng điện. Đó, X0, X1. Đó, đây còn X2, X3 nữa. Thì như chúng ta đây, như chúng ta có thể kết nối với các thiết bị như là cảm biến, thì đa phần cảm biến nó sử dụng dạng NBN hoặc BNB, mà thường thường dạng NBN là nhiều do kích âm, thì nó là một cái chuẩn rất là phổ biến, nên đa phần là kích âm nói dương chung và kích âm. Thì mình nhắn X2 và Y2 này nó sáng. Thật ra là trong càng phải lập trình trong đây, phải lập trình trong cái PLC này để nó chạy theo cái ý chúng ta. Ở đây mình chỉ phần hướng dẫn đấu dây thôi, chúng ta cứ nói và ngõ vào vật lý vào những cái chân của PLC, và cái ngõ ra thì chúng ta cũng nói ngõ ra vật lý PLC, và trong phần động lực, bảng điều khiển hoặc là cái màn hình PLC hoặc là cái màn hình HMI gì đó. Đó, còn chương trình này thì chúng ta sẽ theo lập trình cho nó hoạt động theo cái yêu cầu của chúng ta. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.